Xin chào các bác nha, lại là em chàng trai quê đây. Hôm nay trong cái video này thì lời đầu tiên cho chàng trai quê chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Ở video này ngày hôm nay thì chàng trai quê sẽ đi review một quang cảnh cuộc sống bình thường ở một góc phố nhỏ tại khu phố Chợ Kép. Đấy, ở điểm này thì đã nói chung là ở Lục Ngạn bây giờ đã quay trở lại cuộc sống bình thường rồi, thế nên là xe đi lại, học sinh đi lại, xe rất là tấp nập, nườm nượp luôn. Đó, đặc biệt là cuộc sống buôn bán nó trở lại như thường. Thì ngày hôm nay em review sương sương một vài khung cảnh góc chợ cho các bác xem. Đấy, ở đây thì khu vực ngã ba phố Chợ Kép các bác ạ. Đây là một đường lên sang Biên Sơn này, Tân Sơn này, Phong Vân, Phong Minh này, hay là đường này đi sang đường Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Đấy, đều đi sang cái con đường này, hay là lên Trường Bắn. Đấy, còn đi xuống khu vực này là đi xuống về thành phố Bắc Giang và đi đến thị trấn Chũ Lục Ngạn. Đây ạ. Đó, ở con đường này thì mấy tháng trước thì nó xin lỗi các bác, là đang bị cấm phong tỏa. Đấy, cái tháng trước ấy, thế nên là đường này tháng trước đi vắng tanh. Đó, vụ vải đi đông thôi, còn bây giờ thì đã quay trở lại cuộc sống bình thường rồi ở Lục Ngạn ấy. Đấy, bà con đi buôn bán hàng. À, bên kia còn một, ui, bên kia còn tận hai hàng vịt quay nữa cơ. Em xin lỗi các bác nhá. Ở đây có ba hàng vịt quay. Quên lại quay mỗi hàng này của bác thôi. Ba bốn hàng liền bác nhỉ? Cháu cứ ngỡ là có mỗi một hàng bán buổi sáng thôi cơ. À, phố vịt ạ. Đấy, điểm này là phố vịt luôn các bác ạ. Đó. Nhưng mà phải thật, chưa cái điểm nào cháu đi có điểm cho nó quay bán nhiều như thế này. Đấy, buổi chiều thì 10 hàng vịt quay đấy cơ, đây dọc cái tuyến đây ra đến điểm dưới kia nữa. Đó, ở điểm này thì nói chung là khá là tấp nập, bà con đi về điểm này đông. Đấy, vịt quay này, chó quay, à đâu, chó bán thịt chó cũng có một góc kia cơ. Đấy, bác nào muốn ăn thịt chó đi sang cái chỗ góc cánh tay em chỉ cơ. Đấy, có chó bán này, nói chung là có đủ loại trên mặt đất. Đấy, dưới nước cũng có, dưới nước có cá với tôm. Đó, ở bên phía bên kia kìa, đấy, có rất nhiều món như thịt heo, món đậu hũ, rau quả các kiểu, bán cả hoa nữa, bưởi hay là dưa bỏ, dưa hấu, dừa uống nước, nói chung là các thứ đầy đủ cả. Đấy, thậm chí ở khu vực này còn có điểm cho đi nhận dựng phim, quay phim, đóng sinh nhật các kiểu, cung cấp các kỹ xảo đẹp nữa đây này. Đấy, các bác nào mà muốn quay dựng phim kỷ yếu các kiểu thì mình vô. Đấy, còn ở đây thì hôm nay còn có cả nhãn nữa đây. Đấy, một chút nữa thì đi review giá thịt vịt cho các bác đã. Đấy, giá thịt heo. Thịt heo bây giờ là bao tiền một cân nhỉ bác nhỉ? Thịt heo bên kia 120, 130. Đó, thôi thì bỏ qua đi review thịt heo đi. Cuộc sống các bác cũng đã thấy cuộc sống qua cảnh ở bên kia rồi. Đấy, hôm nay đi review thôi. Hôm nay mấy bên góc kia chỉ là phụ đà các bác nhé. Đấy, gọi là phụ họa cảnh thôi. Điểm chính hôm nay review mỗi 2 điểm cho các bác thôi. Đấy là đó 3 điểm quang cảnh cuộc sống thường ngày ở Lục Ngạn, với lại vài món ăn ưa thích, gọi là cũng món ngon ẩm thực ở Lục Ngạn. Đấy, quay cho các bác lên review sương sương. Ở Lục Ngạn thì có rất nhiều món thịt quay, nhà món thịt heo quay này, thịt chó quay này, gà quay cũng có, vịt quay cũng có. Gà quay thì bình thường phải đặt xong đem đến đây thì các bác quay cho, xong các bác lấy công, nếu đem gà của nhà ra thì sẽ ngon hơn. Đấy, còn vịt quay thì nếu mà có cổ nhà hay là đem ra đây nhờ quay thì cũng được, các bác chỉ lấy tiền công thôi, mình có. Đó, các bác lấy tiền công, lấy gia vị thôi. Còn lại thì mình đến đây mua. Như một con vịt này thì có giá là 160.000 đồng 1 kg. Xiên thịt nướng cái thì là một xiên là 60.000, 3 xiên trên một que thì là 180.000 một xiên đấy. Đó, bác nào muốn ăn thì cứ xương xương bình bình, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, thịt vịt, nói chung là thịt vịt giá vậy là rẻ, vịt quay, cất công quay, thịt các thứ sạch lên như này là rẻ. Đó, thì ngoài ra hôm nay thì em sẽ đi cung cấp thêm một cái món trái cây ở Lục Ngạn, bây giờ nó rất là nhiều, là cái món nhãn. Bao ngày qua rất nhiều các bác gọi là đi review nhãn nhưng mà chưa biết review giá nhãn ra sao, để hôm nay sau vài ngày em lại đi review giá nhãn lần. Đấy, xe thì đang để đây để đi làm đây, trời sắp mưa nên review lốt sang giá nhãn đây, xong đi làm, xong rồi nó đăng cái video lên cho các bác. Đấy,
cô. Ôi đang xe đang tấp nập quá em chưa đi sang rồi các bác ạ, đang nguy hiểm. Chờ lốt cái xe đi qua, ô tô đi qua xong rồi em sang kìa. Em đi review ra nhá. Ôi xong, xe nhãn chạy mất rồi. Ôi. Xong. Ôi. Ôi. Anh. Giá nhãn hôm nay bao nhiêu đấy anh? 45.000 thôi ạ. Thôi giá nhãn hôm nay có 45.000 thôi các bác ạ. Vẫn mua nhãn Đông Cái với lại nhãn Hương Chi à anh? Các loại ạ. Ở nhà anh này thì mua các loại hơn. Nhiều quán chỉ mua mỗi nhãn Ông Cái này, nhãn Hương Chi này, nhãn miền thôi. Nhưng đây chắc là mua cả nhãn nước. Chắc ông anh này đánh xe ra bên kia để chờ em chờ đánh xe hẳn đấy xong sang kia mua, chắc là mua xong hết rồi. Chắc nhãn mấy hôm nay ít rồi nhỉ bác nhỉ? Nhãn mấy hôm nay. Vâng. Hôm nay mới là mùng 2 đầu tháng, thế trên là chắc là mua nhãn ít. Bây giờ đánh xe đấy chắc là đóng đi chở đi thôi. Đó. Thôi review xương xương giá nhãn thì bây giờ nó không có được nhiều thì lại quay trở lại đi. À không phải đâu, chuyển đồ xe các bác ạ. À không phải đâu, đi thật đấy. Thế rút cuộc là không biết nhãn này anh ấy chở đi đâu rồi. Cuối cùng lại trả về cất. Đấy các bác, thôi thì quay trở về món review món dịp vịt chính đi. Hết nhãn rồi. Thôi, bìa đậu thì chắc là cũng quá lắm, 3-4 nghìn một bìa thôi. Thế à? Nhưng mà cháu đang cầm bằng tay đi ra đấy sợ rung máy lắm. Thôi để hôm nào cháu mua được chân quay đã. Con vịt này mình quay mình có cho thêm gia vị gì nhiều không chú? Hay là chỉ móc mật thôi? Có gia vị nhưng mà vịt này là thế ạ? Mật thì cũng phải có gia vị. Thế ạ? Thôi gia vị cổ truyền thì chắc là các bác không nói lên, các bác cũng không lên bình luận hỏi em ở dưới nha. Các bác có hỏi thì các bác có góp ý thì các bác bình luận bên dưới. Em thì món này thì nhà bác nào mà quay vịt thì các bác bình luận xuống dưới này nha. Thực ra thì những cái bí quyết đó cũng không hề của các bác đâu, bởi vì món vịt quay đi bán cũng không phải ai cũng làm được. Thế nên là các bác cứ yên tâm, các bác nói ra thì cũng không ai lấy đâu. Đó, các bác chia sẻ thì mọi người đón nhận. Để nếu mà có khi nào mà gia đình cá nhân mà muốn quay thì lấy cái kinh nghiệm này của bác để quay thôi. Thế này là một ngày mình bán được nhiều không chú? Vài chục con thôi à? Nhưng mà chắc là cả dãy phố này đâm ra nhiều nhỉ chú nhỉ? Nên là quay cũng bán cũng được ít. Đó. Đấy, bên kia thì hàng chợ các thứ nhiều lắm các bác ạ. Đấy, xe nhãn nhà anh này chạy rồi. Thôi các bác ạ. Em sẽ phải sắp sửa kết thúc cái video ở đây rồi. Hôm nay trải nghiệm xương xương quay ở góc này cho các bác thôi. Đây, cả một dãy phố chợ em sẽ đứng lại và cố gắng zoom một vài góc cảnh cho các bác xem nha. Đây. Đấy. Đó. Đó. Đây. Đấy cái hàng vịt quay ở đây này, em đang chấm điểm nét ở đây này, chỗ đầu ô tô ấy đấy, chỗ đấy còn 3-4 hàng ở đấy nữa. Đó, dọc lên tuyến kia thì bán có các khoai củ ăn nữa như củ khoai lang các thứ. Mít sầu riêng ở dưới đoạn dưới điểm dưới xa xa kìa. Mít sầu riêng ở dưới đoạn điểm xa xa kia là có bán. Rồi. Thôi còn bây giờ thì chào trai quê chúc cả nhà có một ngày mới xem video thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nhá. Review cuộc sống xương xương tại một góc, một ngã ba, một khu phố chợ tại Lục Ngạn thế này thôi. Cuộc sống đã trở lại bình thường, bà con đi buôn bán đi làm nó rất là tấp nập. Đó. Nói chung là cái niềm vui chung này thì ai cũng mong muốn, tại vì ở nhà nghỉ lâu lắm rồi. Muốn ra ngoài. Đó, có xe buýt chạy rồi này các bác này. Đó, muốn ra ngoài để kiếm thêm thu nhập kiếm tiền. Chứ năm ngoái với năm nay là dịch dã hơi nhiều. Đó, còn bây giờ thì ui các bác ơi, bác bên này xe đang đổ. Chạy ra quê xin cúp máy và sang kia giúp bác nha. Cảm ơn tất cả các bác.